Trọng tài Thái Lan Mongkornai Pakseri được VPF mời điều khiển trận đấu giữa hai đội đang đứng nhóm cuối bảng xếp hạng là Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tại vòng 10 V-League năm 2023. Tại vòng 9, trợ lý Nguyễn Thành Sơn có quyết định sai sót nghiêm trọng khi bất ngờ báo việt vị với cầu thủ của Sông Lam Nghệ An dù đứng trên hậu vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội tới gần 2m. Sau khi không được công nhận bàn thắng hợp lệ, đội khách thua ngược 1-2, trắng tay rời sân hàng đẫy. Ở những vòng đấu tới, công tác trọng tài được đặt lên hàng đầu khi cuộc đua vô địch và trụ hạng được dự báo rất nóng. Vì thế, VPF quyết định thuê trọng tài ngoại điều khiển một số trận cầu tâm điểm. Theo đó, trọng tài Mongkornai Pakseri, Thái Lan được mời bắt chính trận Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng ở vòng 10 này V-League năm 2023 vào ngày 31 tháng 5. Các trợ lý là Phan Huy Hoàng, Trương Đức Chiến. Trọng tài thứ tư là ông Lê Vũ Linh. Đây được xem là trận chung kết ngược của giai đoạn 1 V-League. Hiện tại, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng cuối bảng xếp hạng. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng chỉ có 5 điểm, đứng ở vị trí thứ 12. Cả hai đội đều rất khát điểm trong cuộc đua trụ hạng tại V-League năm 2023. Ông Mongkornai không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Mùa trước, ông từng cầm còi trận đấu có tính chất quan trọng cho cuộc đua trụ hạng giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC thuộc vòng 23 V-League năm 2022. Ngoài trận Thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng được điều khiển bởi trọng tài ngoại, hai trận thuộc vòng 11 dự kiến cũng có các trọng tài nước ngoài điều hành. Đó là trận SHB Đà Nẵng gặp Bình Dương và Thanh Hóa gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội diễn ra vào ngày 5 tháng 6. Ở V-League năm 2023, sau khi kết thúc giai đoạn 1, 8 đội đứng đầu sẽ tranh ngôi vô địch, trong khi 6 đội đứng dưới đua trụ hạng ở giai đoạn 2. Thể thức này khiến mùa giải năm nay được dự báo sẽ căng thẳng tới phút cuối.